ta nói từ trước, việc Kamazin và Lee Sin chọn sớm bắt buộc bên phía của Taskbox cần phải có những vị tướng đường giữa và đường trên có khả năng đánh từ trong giai đoạn sớm rồi. Victor cũng như là Kennen đều là những con tướng có thể phục vụ chuyện đó. Victor sẽ cần một khoảng thời gian, nhưng để có thể tác động được lên Victor sau khi bước qua cái trường trọng lực hoặc là những cái nét vẽ hay là bạn là những cái tia laser chết chóc đến từ một con Victor, nó cũng sẽ là một câu chuyện rất khó dành cho bên phía của Rhythm. Tạm thời đội hình này của Taskbox đang ổn, còn trong khi đó thì Rhythm họ muốn hướng tới một đội hình về mặt cực kỳ lớn. Vậy thì Poppy Sport sẽ lựa chọn lối chơi như nào đến ngay với trận đấu này? Thiên đang phải bỏ chạy, anh ta bắt buộc phải lên hộ thể ngay từ trong cấp độ đầu tiên để tránh đường. Ô, Zora mới là người nằm xuống, anh chàng đại sát thương dồn vẫn chưa đủ. Một phát bắn nữa, anh chàng một phát bắn nữa là đủ rồi, và đó là mạng dành cho Victor. Cứ ngỡ như Thiên sẽ là nạn nhân của cái chiến cao đầu nhưng không. Lên level 4 ở giai đoạn này nên là Thiên sẽ có dấu hiệu là đi ganh trước, vòng ấy được đằng sau rồi. Zora không có tốc biến và Ivoi cũng là như vậy. Dù làm chậm được rồi, chói chúng rồi, xong rồi. Rất đơn giản ở bên phía Top Esports, 2-0 dành cho các thành viên của Top Esports. Bây giờ để cho Lê Giang găng được thì để xem là găng được hay không. Thì Zacky Love đang tóc, anh ta còn tóc quý cho nên ta biết bỏ chạy thôi. Nhưng pha trổ này thì quá chuẩn chỉ và đó là mẹ gục. Nhưng Lê Giang sẽ phải trả giá hay chăng? May mắn thằng Zacky Love hết đạn, và đặc biệt hơn là ta cũng không có được bất cứ một cái kiệt sức nào. À, xin lỗi các bạn, đó là ta bị dính kiệt sức, ta lên bắn phát cuối cùng. Đó một kill có, vậy dành cho ai vậy? Những cái chấn động kìa. Và như vậy thì chẳng có lý gì để bên phía Rhythm có thể tạo được bất ngờ nữa cả. Thậm chí Thiên còn không biết Layan ở đây. Thiên đi luôn rồi. Chưa, anh ta chưa đi. Nhưng sau đó chỉ muộn một giây mà thôi. Zacky Love, anh ta không dám đánh tiếp. Anh ta đang phải lùi ra một tí xíu. Zora với lại mọi biết là có viên đạn thứ tư, cho nên là quyết định là không dí theo tiếp ở trong tình huống vừa rồi. Trở lại tấn công. Nhưng đó là Nai với cái trụ đã phá được rồi, cho nên cũng tương đối khó. Zoom còn tóc biến. Để xem là bỏ chạy đi không đây. Không chạy nổi. Wow. Mãi thì farm thêm. Đã có được hai đồ rồi. Con Corki thì không yếu nha. Bắt Zacky Love bằng cách băng trụ. Cái pha này của Lê Giang nó hơi sai tí xíu. Và anh ta phải mất tất cả mọi thứ để có thể tẩu thoát sân khấu thần mở ra. Đây là góc để bỏ xâm xét kết hợp với bóc biến đến từ Zoom. Zoom tới được Ivoi. Góc này là đây rồi. Một người nằm xuống, hai người nằm xuống. Zoom vẫn chưa bị hạ gục. Ivoi đang bị ngưng động sát thương cho nên ta bắt buộc phải lùi lại. Tóc biến lên vẽ. Và đó là mẹ gục tiếp theo dành cho này. Stry đang phải bỏ chạy. Một pha sai lầm đến từ Lê Giang. Thiên sống âm trúng, chưa dám sử dụng của đội trước. Bây giờ đã sử dụng của đội trước, đá đối thủ về mất thảm lửa. Nhưng cái kết cục sẽ chọn ai đây? Một là Thiên sẽ phải đổi mạng, hai đối thủ sẽ đi theo. Và quan trọng là cả hai đều đã làm đúng những gì tôi nói. Cả Thiên và cả Strike đều nằm xuống. Odin để chính thức vươn lên dẫn trước về mặt lợi thế. Tốc biến lên làm chậm đến từ Du, nhưng Zacky Love chói hụt. Và sau đó là Zora thì chói chúng rồi. Nhưng đây là pha mà Zoom đáp xuống, Zora nằm xuống. Nhưng đó chỉ là một điểm hạ gục dành cho bên phía Top Esports mà thôi. Bên phía Top Esports, cái thế di chuyển này là rất khó chơi với bên phía Rhythm. Nhưng mà cái ulti của Zacky Love thì lại là một cái ulti rất vô trách nhiệm. Và bây giờ bên phía Top Esports sẽ bị kẹp thịt, bánh mì kẹp thịt. Và họ sẽ bị tán phát rằng Nai chắc chắn là đi rồi. Bên này thì Zu đang đánh nhau với Zora, nhưng có creep ở đây. Ai chơi thế đang là support đánh nhau cơ mà. Nhưng mà đó là hai điểm mà gục liên tiếp các thành viên bên phía của Rhythm, trong đó có Victor. Nhưng mà bây giờ thì Top Esports vừa mới lấy đi được cái gói hàng đến từ Strike. Họ đổi lại đó là một pha vòng ra sau của Zoom. Zoom còn cả tốc biến ở chiếc cuối. Và Zora đang giữ chân lại, đó là tiếc vẻ, đó là tất cả mọi thứ để dứt điểm được. Zora đang đeo bám vào để muốn dứt điểm cho đường Thiên có tốc hành. Và ngay lập tức là mà hạ gục đã có, và Lê Giang chưa phải nằm xuống. Nhưng ngược lại Zoom thì không có kết cục đẹp giống như vậy. Strike thì đang phải lùi ra. Ý định đến Top nó bị hủy hoại hoàn toàn bởi có lượng sát thương vượt trội đến từ cả cúp, cả Strike, Lê Giang và Kaiboy trong tình huống vừa rồi. Những pha nét vẽ trói không chuẩn chỉ lắm. Thiên đang phải lùi ra, Lê Giang vừa rồi quy không trúng nên vẫn quyết định là đánh. Thiên đang muốn lao lên nhưng Thiên mới là người phải sử dụng đồng hồ và Zacky Love bị dính cầu vòng đối tượng mình rất khổ. Hãy nhìn cúp đang cân bốn. Và trong khoảnh khắc đó, Zacky Love đang vô cùng bị vấn. Thiên đã phải làm số 2 boy. Ta sử dụng cung bông lên để dứt điểm sao thủ của đối thủ. Xuống bị dính bách phát bách trúng. Và chưa đang phải lùi ra. Các thành viên của Rhythm họ sẽ giành chiến thắng ở trong ván cái đó đầu tiên. Chỉ một tình huống mà Zacky Love và Zu nằm xuống ở giai đoạn đi lane mà thôi. Thì bên phía Top Esports đã không thể khống chế được trận đấu này. Và khi về lên Caitlyn với cả Corki rất dễ chơi. Với khả năng đẩy lính tốt, với khả năng gây sát thương vượt trội hơn. Và Rhythm đang chứng minh được